Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Soi Yamaha Lexi 125 mức giá hơn 30 triệu đồng khiến Honda Pilot phải sợ. Cái mẫu tay ga Yamaha Lexi 125 tiếp tục lộ ảnh chất lượng cao, cho thấy nhiều chi tiết cận cảnh không khỏi khiến nhiều hữu khác phải lo sợ. Mẫu tay ga Yamaha Lexi 125 vừa chính thức trình làng thị trường Indonesia với nhiều phiên bản màu khác nhau. Xe có sàn để chân rộng rãi, các chi tiết thiết kế vô cùng sắc nét, không khác gì cái chiếc Yamaha S-Max. Động cơ trên chiếc Lexi 125 được cho là cùng loại với cái động cơ trên chiếc Yamaha NVS 125 ở thị trường Việt Nam. Đó chính là có động cơ SOC 4 van có khả năng sinh ra công suất 11.8 lực tại vòng tua máy 8.000 phút, mô men xoắn cực đại 11.3 Nm tại vòng tua máy 7 phút. Cận cảnh bánh sau của xe, cái giảm sóc sau giống với chiếc Yamaha NVS và cái chiếc N-Smart. Cận cảnh xe nhìn từ phía sau rất đẹp, yên ngồi đôi rất thoải mái. Mặt nạ trước giống với chiếc N-Smart đối thủ trực tiếp Honda Pilot ở thị trường Việt Nam. Phanh đĩa và hệ thống treo trước, các hốc không gió. Cận cảnh đèn pha của xe, cận cảnh phanh đĩa của xe, các cụm đồng hồ có được số hoàn toàn, có móc keo và ổ sạc điện thoại phía trước, cái cụm chìa khóa thông minh và nút bật yên ở phía trước, hốc đựng đồ vô cùng rộng rãi. Cận cảnh hệ thống chiếu sau, và đây là đèn pha sau của xe. Cái chiếc Yamaha Lexi 125 dự kiến có mức giá bán khởi điểm rơi vào tầm là 20 triệu IDR, tương đương là 32 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn bạn đã dẫn này tiếp, nhớ like, share, subscribe.